Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông à, Quý vị thân mến Hôm nay Tử Thông cũng nhận được một cái câu hỏi mà cũng khá là hóc búa của một của quý vị khán giả Và cũng hỏi về cái vấn đề là sông nhà vào ngày mùng 1 Tết à, Tiêu đề của bức thư là Sáng mùng 1 Tết mà Ông ăn mày Ông ăn xin Đến sông nhà đầu tiên thì có sao không à, Nội dung bức thư như sau Ở quê tôi sáng ngày mùng 1 Tết và đặc biệt là ngày mùng 1, mùng 2 Tết năm ngoái thì nhiều túp ăn xin khoảng 50 tuổi đi thẳng vào nhà cầm theo túi, sách để xin tiền. Những ngày hôm trước thì tôi chỉ gặp những người ăn xin này ở các quán nhậu, quán cà phê hay là đi ngoài đường. Nhưng hai ngày Tết thì họ lại đi thẳng vào nhà để xin tiền. Dù không thoải mái, nhưng mà ngày đầu năm mới cũng không nỡ từ chối cái lời thỉnh cầu của họ nên miễn cưỡng mừng tuổi họ 5.000, 10.000, 20.000. Tôi không tiếc tiền, nhưng mà cảm thấy bị phiền và không thoải mái. Ngay sau đó họ lại kéo thêm vài người nữa đến nhà để xin tiền. À, tôi định có ý kiến với họ, nên chọn cái thời điểm thích hợp mà xin, nhưng nghĩ ngày Tết vài chục nghìn nó cũng không đáng là bao. Nên tôi nói vợ ra gửi với ít tiền, sợ năm mới, nói những điều không phải sẽ gặp xui xẻo. À, những người ăn xin này rất khôn, đúng ngày mùng 1 Tết lần lượt đến từng nhà. Thấy gia đình nào mở cửa thì bước vào sân và chìa cái nón ra hoặc chìa túi ra xin. Khi chưa thấy gia chủ ra tiếp thì họ cứ đứng đó không chịu rời đi. À vợ tôi còn nói đùa, người ăn xin rất khôn, chọn đúng dịp năm mới để xin lì xì. Bởi thời điểm này thì nhà nào cũng có khách, thấy người ăn xin vào thì họ buộc phải cho, không dám từ chối, thậm chí À, có hộ còn bị người ăn xin tới ba lần khi gia chủ ra nhắc nhở khéo à, là cho tiền lần trước rồi thì họ mới nhớ ra và nói đã đi nhầm rồi lặng lẽ rời đi à, sáng mùng 1 Tết nhiều gia đình phải đóng cửa không phải vì sợ người ăn xin vào nhà bởi gia đình còn chưa có ai đến sông đất nếu người ăn xin vô tình sông đất thì uh, thực sự mọi dự định nó không được như ý muốn à mùng 1 Tết năm ngoái có tới 4 5 người ăn xin vào thẳng nhà tôi xin tiền. Bạn bè đến chơi ai cũng ngạc nhiên. Năm mới người ăn xin đi thẳng vào nhà xin tiền ngày Tết. À, nếu mà một hai người vào thì không sao, nhưng mà trên thực tế có rất nhiều người ăn xin vào nhà làm phiền. Ông à, quá thực, có tổ chức có quy củ. Vậy thì theo đội sĩ, trường hợp này phải xử lý thế nào? À, thưa quý vị, vậy thì theo quý vị, cái trường hợp này phải xử lý thế nào? thực ra nó một cũng là một cái tình huống khá hài hước mà cũng khá là đau đầu đấy đúng không ạ tại vì là nói chung ấy uh, thì cái người ăn xin ấy, thì họ cũng là những người khó khăn thật sự là khó khăn đây là một số số đông nhé phần đông nhé phần đông là khó khăn còn một số cái những người lợi dụng thì chúng ta không nói đúng không ạ còn những người khó khăn thật sự thì người ta sẽ đi ăn xin ăn xin vậy. vì vậy mà chúng ta cứ cho họ tiền thì cũng là đó là một cái tích phúc tích đức đó là tích đức nhưng mà quý vị nhớ nhá, cho tiền với cái tâm thế thật vui vẻ, thật tươi cười và chúc những họ những lời tốt đẹp. Chứ không phải cứ hàm hàm mặt ra cho cầm lấy đi rồi đi đi thì nó lại mang cái ý nghĩa khác, đúng không ạ? Thế là phải vui vẻ. Đấy thì chúng ta làm những cái việc thiện thì tự nhiên chúng ta cũng sẽ gặp những cái quả thiện lành. Đấy. Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là ông ăn xin đến sông nhà tốt hay không? À, thì như quý vị đã biết ý, những video trước của Tử Thông ấy thì Tử Thông cũng có chia sẻ về cái chọn tuổi sông nhà đúng không ạ? Thì nói chung ấy Không lẽ là chúng ta lại đến hỏi ông xin là ông xin làm bao nhiêu Đúng không ạ? Hỏi ông xin là xin năm bao nhiêu Để chúng ta gì xem có hợp tuổi không mà lì xì nhiều hơn đúng không ạ? À, và Cũng hỏi ông ấy để biết là gì Nếu mà phải tuổi xui thì chúng ta không cho xuống nhà Hay đuổi đi Đấy, Thì đó cũng là cái điều không hay đúng Và không đúng với cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam đó Nhưng mà chúng ta nên biết một điều Đấy trong cái dịp năm mới, ngày đầu năm mới thì một trong cái điều chúng ta nên làm là gì? Làm việc thiện. Vậy nên chúng ta cho đi với cái tâm thế thoải mái thì đó cũng là một cái việc thiện chúng ta làm đồ năm. Đấy, một khi làm một cứu một người còn hơn xây bảy cái tòa tháp mà. Vậy nên là quý vị nhá. nên làm nhé, nên làm. Như bác cho tiền là đúng ấy, nhưng mà không biết tâm thế của bác thế nào. Nhưng mà các bác cứ thoải mái thì vui vẻ đi thì tự nhiên cái điều vui vẻ sẽ đến với mình. Đó, biết đâu có một vị tiên nào đó lại gì hạ phàm, giả làm người ăn mày thì sao? Đúng không ạ? Mà các bác cho thì tự nhiên cả năm có lộc. Và sau đây thì Tử Thông sẽ chia sẻ một số cái ý kiến cũng như là một số cái câu chuyện về cái tục lệ sông nhà đầu năm và nên chọn trẻ nhỏ người già hay người ăn xin đến trong nhà thì sẽ như thế nào đó và những cái điều kiêng kỵ trong cái năm mới và điều nên làm cho năm mới để quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào đúng không à, sau đây là những cái chia sẻ của tôi thông về cái vấn đề này nhá để quý vị có thể có cái góc nhìn tốt hơn sâu sắc hơn về cái việc là người ăn xin ông ăn xin ông ăn mày đấy đến sông nhà đầu năm thì có tốt hay là không à, thưa quý vị nói chung cái cốt lõi ý nghĩa thực sự của tục lệ sông đất đầu năm ấy là cái khát vọng mong những điều tốt lành, mang những điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất đến với gia đình. Nói chung là chúng ta cũng khó có thể tìm ra được cái lịch sử của cái tục lệ này là nó đến từ khi nào. chúng ta chỉ biết rằng là từ lúc mở mắt ra cha sinh mẹ đẻ thì cái tục lệ này đã có rồi đúng không ạ? Và lớn lên thì chúng ta cũng đã thấy, đã biết là cái tục lệ này và chúng ta cũng làm theo một cách là vô hình. Đó, lúc bé đi nhặt đề xì, thì lớn lên thì cũng phải lì xì cho người khác. Đấy là cái điều đương nhiên. Đó, nói chung ấy cái, cái 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 cái, tục lệ sông nhà đầu năm lì xì sì đầu năm thì nó là một cái phong tục hầu hết ở cái dân tộc phương đông và là một cái nền văn minh lưu nước thì đều có ở việt nam trung quốc và một số các quốc gia khác đó nói chung ở nước ta thì thời hồng vương theo lịch sử thì thời hồng vương đã có cái tục lệ này rồi và đây được coi là một cái mỹ tục là một tục lệ đẹp đó cái việc sông đất hay còn gọi là sông nhà ý, là cái việc vào cái giờ đẹp của ngày đầu tiên trong năm mới. Có một người đàn ông ở ngoài cửa bước vào chúc gia chủ những điều tốt đẹp nhất, ăn nên làm ra, sức khỏe, phúc lộc sồi dào thành công và thành đạt. Đấy. Nếu mà nhà có trẻ con ấy thì họ đến họ sẽ mừng tuổi cho chúng bằng những đồng tiền lẻ và được cho vào một cái phong bì đỏ tươi. Chủ nhà sẽ đáp lễ bằng những lời chúc tốt đẹp nhất, lời mời có cánh là chào có cánh và không thể thiếu cái việc mời một chén rượu đầu xuân để mang lại may mắn tài lộc cho cả gia chủ và cho cả vị khách đến trong nhà. Như vậy người sông nhà thì không cứ phải là khách mà có thể là người trong nhà à, Trước sau thừa đi lễ chùa Hái Lộc Du Xuân ở đâu đó Sau sau thừa về chính nhà mình để sông đất Và cái video vừa rồi thì Tử Thông cũng có chia sẻ một gì về những cái tuổi nhá thì cái việc tự sông nhà mình ấy, thì cũng có những cái tuổi hợp cũng những có những cái tuổi xung. thì quý vị có thể lên kênh đạo sĩ tử thông để xem về những cái video về những tuổi nào có thể tự sông nhà cho mình được và những tuổi nào tự cấm tự sông nhà thì quý vị có lên kênh đạo sĩ tử thông để theo dõi nhé cái điều cơ bản nhất quan trọng nhất là gì của cái việc chọn tuổi sông nhà ấy là gì có khẩu quyết là gì chi hợp tuyến niên can hợp mệnh tài quan ấn phúc nhập nội đường thiên tăng tuyến nguyệt nhân tăng thọ xuân mãn cản khôn phúc mãn môn đó vậy nên là điều cơ bản nhất quan trọng nhất là phải hợp tuổi và không bị xung tuổi với thái tuế và tâm tính của người đến sông nhà ấy, nó phải là gì phải là đôi khi gia chủ phải có lời trước trước đó có khi là cả vài tháng hoặc là gì trước đó vài ngày vì một quan niệm từ rất lâu ấy, cho rằng cái cái chuyện sông nhà đầu năm ấy mang cái tính quyết định mọi việc trong năm của cái nhà đó chữ sông ở đây có nghĩa là chữ tiến tiến đến thì ngày xưa vẫn dùng cái ngữ cảnh sông lên hay là sông vào đấy tức là sông nhà là gì tiến lên tiến lên và cũng không có một cái văn bản nói chung là đây là một cái văn bản bất thành văn trong cái việc chọn người sông đất sông nhà trên các tiêu chí về Sức khỏe này thì phải khỏe mạnh đúng không? Ít đau ốm, thần sắc phải tươi tỉnh nhanh nhẹn, hoạt bát. Về gia cảnh thì vợ con phải đuổi hoè, đủ cái trai đủ cái gái thì càng tốt. Và người đó phải ăn nên làm ra. Về địa vị xã hội thì người này phải được nể trọng, phải đáng là tin cậy. Đó, còn về tính cách thì phải sở lời đúng không? Là gì? Đôn hậu và thương người hay giúp đỡ người khác. Các tiêu chí mềm này thì có thể là gì? Nó không được hoàn mỹ, nhưng mà ít nhất thì cũng phải là, cũng gọi là chấp nhận được. Những tiêu chí cứng thì cái tiêu chí cứng để chọn tuổi trong nhà thì là gì? Nó phải hợp tuổi, hợp mệnh là cái điều bất di bất dịch. Chứ ông tuổi tí ông không thể chọn tuổi ngọ trong nhà được. Cái điều đó nó nói chung là nó vô lý và tôi chưa thấy ai làm được đó cả. Đó. Và những người tuổi ngọ thì không thể chọn người tuổi tí cũng như là người tuổi dần thì không chọn người tuổi thân, người tuổi thân thì không chọn người tuổi dần. Vậy người tuổi mão thì không chọn người tuổi dậu và người tuổi gì tuất thì không chọn người tuổi thìn, người tuổi tỵ thì không chọn người tuổi hợi. Đó, đó là cái quan hệ tứ hành xung mà chúng ta nên chọn. Đã, quý vị nhớ nhé, dần thân tị hợi, tí ngọ mão dậu, thìn tuất sửu mùi là chúng ta sẽ không chọn vì nó là tương xung. Đấy thì cái địa chi xung tuổi với chủ nhà, thứ nhất là gì? Địa chi mà xung lưu niên thì chúng ta không chọn. Ví dụ năm 2024 năm giáp thìn đây ấy, thì là năm thìn đúng không ạ? Năm thìn thì có năm tuổi chúng ta không chọn. Thứ nhất là tuổi thìn là bị gì? Trực thái tuế. Thứ hai là tuổi tuất bị xung thái tuế. Thứ ba là tuổi gì? Thìn tuất từ tứ xíu là bị phá thái tuế. Tuổi mùi bị hình thái tuế và tuổi mão thì bị hại thái tuế. Đấy thì năm cái tuổi đó chúng ta chọn nhé Đó, đó là năm, năm, giáp thìn Còn chọn với hợp mệnh tuổi gia chủ thì chúng ta cũng chọn lục hợp nhị hợp đúng không ạ Ví dụ như những người tuổi tý có thể chọn những người tuổi xíu đấy, tuổi dần thì có thể chọn những người tuổi, tuổi hợi đúng không ạ? hoặc tuổi đường ngọ tuổi tuất vân vân đấy thì những cái đó điều đó thì Tử thông đã chia sẻ cùng quý vị ở cái video là những tuổi sông nhà rồi quý vị có thể rất là 8 tuổi sông nhà đẹp trong năm 2024 nghìn nó giáp thìn để biết được bên trên cạnh đó thì người ta cũng chọn những người mà có cái ngũ hành hợp mệnh với gia chủ ví dụ gia chủ mệnh thổ thì sẽ chọn người mệnh hỏa đúng không mệnh hỏa hoặc là gì mệnh thổ hoặc mệnh kim kiểu vậy đấy để chọn được tương sinh thì là tốt cái điều này nó không hề duy tâm mà thực sự là duy vật biện chứng cái khoa học tâm lý thần kinh hiện đại ấy, cũng chứng minh mỗi người đều có một có một cái trường năng lượng riêng có hút và có đẩy theo một cái quy luật nhất định tức là gì có tương sinh hoặc là tương khắc gần gũi với cái chuyện sông nhà của năm là cái chuyện gì đón vía của cái ngày đó đó. và của cái ngày trước và cả ngay bây giờ à, trước khi mà đi làm cái việc quan trọng ấy thì người ta cũng thường là chọn người gì mọi người vía vía tốt đấy để đón đường đó và đó cái người vía tốt đón đường là cái người đầu tiên mà chúng ta gặp đấy để gì để mang lại cái may mắn thì người này hẳn nhiên là người con trai và có cái tiêu chí là gì gần giống với những người trong nhà à, nhưng mà ấy, cả sông nhà và cả những người đón vía thì nếu mà chọn ngẫu nhiên gặp được một bé trai khỏe mạnh nhanh nhẹn, thông minh và là thực sự là tốt. Vì trẻ em luôn là cái biểu tượng cho sự trong sáng, sự thánh thiện và cái sự phát triển đi lên. Đấy. À, trong truyền thống của người Việt ấy, yêu trẻ thì trẻ đến nhà kính già thì già để tuổi cho. Đấy. Vậy nên quý người thì tự nhiên đấy, cái người sẽ quý lại. Đó. Và những điều may mắn tốt lành sẽ đến. À, sông nhà hay đón vía cũng là một cái hy vọng là được mọi việc hanh thông. À, trong tâm lý thông thường ấy, thì nó những khát vọng gặp gỡ, nâng đỡ đã là một cái niềm vui rồi chưa biết được cái mục đích chuyến đi thành công thế nào nhưng mà đã có người gì ra đón vía trước người chúc với ờ thì cũng tự nhiên cảm thấy vui và gì kể cả cái chuyện đó thì chúng ta cũng đã gì đã cảm thấy là gì cái may mắn đến với mình rồi và cái sự tự tin đó nó sẽ kéo theo cả tháng cả năm và nó sẽ giúp cho quý vị và gia chủ có được một cái năm bình yên may mắn à, tử thông cũng chia sẻ một câu chuyện chuyện kể trước trước năm 1945 ấy thì có một nhà tư sản đốt pháo đón giao thừa à đúng lúc ấy một bầy trẻ ở phố nó xông vào nhà pháo nhặt cái pháo lép ấy, cái, cái, cái 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 quả pháo xịt ấy ngày xưa thì hội trẻ hay có bây giờ thì không 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 được nhặt nữa thời bọn tôi là vẫn được đi nhặt đi nhặt pháo đấy nhặt quả pháo để đốt lại đấy, nó rơi ra nó không nó không cháy ngoài nó rơi xuống ấy. thì nhặt cái pháo đấy để đốt lại thì chủ nhà cái ngắn ngẩm thất vọng là sẽ có một năm lụi bại vì là sông nhà là những đứa trẻ con nhà nghèo thậm chí là ăn mày à, nhưng ngược lại với suy nghĩ của chủ nhà thì suốt cái năm ấy cả gia đình ông thì đều làm ăn tốt đẹp ông đem cái chuyện này kể với một cái nhà tử vi nổi tiếng thì biết đó là cái điểm may mắn đầu năm. Năm sau ông cũng chủ động mời những đứa trẻ đó đến sông nhà. Và cái hiệu quả thì vẫn được như ý. đó Nói chung ấy, thì ra cái chuyện sông nhà không phải cứ cố ý là được như ý. Đấy. Có cái chuyện nó còn phụ thuộc vào cái nhân duyên nữa. Thế nên mới có cái giai thoại về cụ Nguyễn Công Chứ. Ấy. Cụ Nguyễn Công Chứ là cụ sinh năm 1778, mất năm 1859. Thì thời chưa làm quan nhà nghèo Mời người xông nhà không được ấy Thì ông bèn có câu đối Cụ ờ, cuối công chứ thì chắc quý vị biết rồi ấy. Cụ có rất nhiều thơ ca rất hay Đúng không? Ông câu đối của ông như sau này Chiều 30 nợ réo tiết mù Có cảng đập thẳng bẩn ra cửa Sáng mùng 1 rượu say túy lúy Dơ tay bổng ông Phúc vào nhà Đấy. Ông lấy cái nghèo để làm câu đối cho vui Rồi bao người nghèo vui lây Nhờ cái câu đối của ông Đấy. À, nó còn cho chúng ta thấy là Một cái tập Đấy, ai có công nợ gì thì giải quyết trong cái chiều 30 cho nó xong hết đi. Đấy, còn đến đêm giao thường ngày mùng 1 chỉ là cái chuyện vui, những chuyện lạc quan. Bổng ông Phúc ở đây ý, thì có nghĩa là gì? Là cái cách sông nhà, ông Phúc là là cái điều lành, là điều tốt đẹp, là cái điều may mắn. Và trong cái khoa phong thủy hiện đại ý, thì nó cũng chứng minh mỗi một mảnh đất, mỗi một cái vùng đất thì có một cái từ trường tốt xấu và cũng hợp với người này và chưa chắc đã hợp với người kia cái việc sông nhà, sông đất Về bản chất là một cái trường năng lượng sinh học mới Đấy. Không chỉ cho người Ở trong cái đất đó Mà cái năng lượng này Nó còn đến vào cái thời điểm nhạy cảm nhất Trong mùa trong năm ấy, Đó là cái ngày mùng 1 Tết Đêm cho thừa Là cái thời điểm chuyển giao giữa mùa cũ và mùa mới Năm cũ và năm mới Thì lại gì? được sự hô ứng Được sự tiếp nhận dễ dàng Và nó được sự càng trọn vẹn hơn à, Cũng chính vì vậy mà Gọi cái tục sông nhà hay là sông đất Là gì? Đều là đúng à, Thêm nữa theo tín ngưỡng thờ cúng ấy, thì ngày Tết là cái sự gặp gỡ của đại gia đình Cả ông bà tổ tiên, gia tiên về phù hộ cho con cháu Và gì cả các gia thần như ông công, ông táo, thổ địa cũng như là ngày táo phủ thần quân, ngày đưng lên thái tuế Nên người sông nhà đến là có sự chúc phúc cho cả gia tiên, cả gia thần Lời chúc đầu năm thì luôn được linh thiêng đấy. Và vì thế đấy ai ai cũng đều gì chúc nhau những điều may mắn, tốt lành trong năm mới Ai ai cũng hy vọng có một năm mới tràn đầy thành công và trong năm mới thì người ta cũng kiêng nói những điều gở và nói những điều sai trái đó thì đó cũng là cái ý thức cũng là cái khát vọng sâu thẳm của mỗi người chúng ta. Đó. À thì với người Việt chúng ta thì nước chính là cái gì cái mô hình mở rộng của nhà nhà với nước ghép lại thành gì? thành nhà nước tức là gì nhà với nước là là một cái việc nước cũng là cái việc nhà gắn bó sống chết với ruộng vườn với ruộng đồng nên là gì nhà với ruộng cũng gì cũng đồng nhất với nhau thậm chí ruộng đồng nhất với con người tức là mặt chữ điền đấy thế nên mới có chữ là sông nhà ắt gì sông ruộng sông nước sông đất mà lễ hội tịnh điền ấy là cái sự thể hiện cho cái sự sông đất quan trọng nhất đúng không ạ à, thưa quý vị sau ngày mùng 1 tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy và những cái chuyện tế lễ khác ấy thì ngày mùng 7 tháng riêng là tổ chức ngày lễ hội tịch điền đó cũng hẳn nhiên là vua tức là chủ của một nước ấy, người có quyền cao chức trọng nhất có uy tín nhất luôn mặc áo vàng Hành thổ cầm cày tức là gì là người sông ruộng à, Tương truyền cái lễ hội này do vua thần nông thủy tổ của người việt sinh ra à, cụ nội của vua hùng khai mở cũng như là sông nhà để gì bản chất là sông ruộng à, dân gian còn gọi là gì sông sông đồng đấy và tiếng hán là gì hạ điền cầu bông Đã. mang lại cái khát vọng ấm no của thần nông à, các thần mây mưa sấm chớp cũng như là các thành hoàng thổ địa thuận cho việc mưa thuận gió hòa và cho mùa màng bội thu. À, thưa quý vị, vào mùa xuân năm 978 thì vua Lê Đại Hành cày ruộng ở Đại Sơn, tương truyền là bắt được chun vàng. À, năm 988 vua cày ở Bản Hải thì bắt được chun bạc. Vàng bạc chắc là không có, nhưng mà thì cái sự thật là khuyến khích nhân dân gắn bó với đất đai và chăm chỉ cày quốc thì sẽ có thành quả vàng bạc. Dù là vua nhưng mà vẫn cầm cày, con trâu đi trước, cái cày theo sau. Hình ảnh này là cái ấn tượng sâu sắc với những người nông dân với cái nghề nông đúng không ạ? Về cái sự tôn trọng, quý trọng của con trâu, con trâu là đầu cơ nghiệp cùng với những người sản xuất lúa gạo nuôi sống cái xã hội ngày nay. Thì ngày nay ấy, người sông nhà mừng tuổi bằng vàng, bằng tiền, đấy, bằng nhiều tiền, thậm chí là bằng cả đô la xanh nữa. Nó nói chung ấy thì tính nhân văn nguyên bản nó sẽ không còn nữa. Có khi đấy lại là cái sự biến tướng sang một cái lĩnh vực vật chất khác đó. À, tử thông sẽ chia sẻ lại cái nguyên gốc của cái việc lì xì đầu năm. Đó. Thì ngày xưa ở hạ giới có một cây đào rất là to Là nơi trú ngụ của rất nhiều yêu quái Như là hồ ly, chuột tinh và ma quỷ vân vân Cũng như là các phong hồn Thì chúng luôn quấy phá gây hại cho con người Nhưng mà bị các thần tiên canh giữ chặt Nên là chúng không làm gì được Nhưng vào mỗi năm ấy, tới cái đêm giao thừa Thì các vị tiên phải về trời Thiết chiều Được dịp này thì lũ yêu tinh lại tác oai tác quái Thường lúc giao thừa chúng đến nhà để xoa đầu trẻ con trêu chọc Trẻ con đang yên giấc thì bỗng nhiên khóc thét lên sợ hãi các bố mẹ phải thức cả đêm để canh à lúc ấy có mấy vị thần tiên đi tuần bắt gặp được hiểu rõ các ngọn ngành nên các ngài biến hóa thành những đồng tiền vàng bạc nằm bên cạnh trẻ con yêu tinh đến thì thấy đồng tiền nó lóe sáng làm chúng sợ hãi mà bỏ đi từ đấy tết đến thì người lớn thường bỏ tiền vào trong cái phong bao lì xì đỏ để tặng cho trẻ con nhỏ để tránh yêu ma thì đấy là tiền mừng tuổi mong muốn chúng gì hay ăn chóng lớn học hành giỏi giang tránh mọi cái điểm giữ, đón mọi cái điểm lành À, thưa quý vị, thì với cái quan điểm đó thì ngày nay ấy, người lớn có cần phải hay ăn trong lớn đâu ạ, mà cần phải mừng tuổi đúng không ạ? À, người được mừng mà nhận thì cũng là vô duyên và tự coi mình là trẻ con. Nhưng mừng tuổi người già thì là đúng vì là gì? Một già một trẻ bằng nhau. Nên là mừng tuổi người già để họ gì có thêm phần vũ khí để chống lại yêu tinh và chống lại cái sự ốm đau bệnh tật. Cũng mong là cầu phúc cho họ được khỏe mạnh sống lâu trong tuổi. Đó, đó là cái tục lệ mà sông nhà sông đất. Vậy thì với cái sự tích như vậy và với cái việc sông nhà trong đất như vậy thì theo quý vị mùng một Tết ông ăn mày đến sông nhà tốt hay xấu? Tốt xấu gì không biết nhưng mà họ đến nhà thì cũng là khách đúng không ạ? Mà khi khách đến quý nhân đến những người bần tiện đến thì chúng ta cũng nên là tiếp đón đó. Nếu mà không mời họ vào nhà uống nước được ăn bánh được thì cũng gì lì xì cho họ để đầu năm đến hên và quý vị hãy tỏ ra một cái thái độ vui vẻ đấy khi chúng ta cho đi với cái thái độ vui vẻ thì vũ trụ cũng sẽ đáp lại chúng ta với cái thái độ, thái độ vui vẻ và những cái thành quả lớn hơn đó à, đức phật cũng dạy là gì tu nhân tích đức hành thiện thì quý vị đã làm được một điều thiện rồi giúp đỡ được người khác trong cái lúc nguy nan cũng là một cái điều đáng quý à, tuy nhiên cái trường hợp ăn xin biến tướng thì không nói nhá, thì đấy là cái điều mà chúng ta phải lên án phải lên án lại còn đến nhà còn dắp năm bảy ông nữa đến thấy cho rồi còn dắp năm bảy người đến nữa thì thì chịu đúng không ạ thì đấy là một cái điều đáng lên án. Đấy thì quý vị cũng cần phải xem xét. À thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ông An xin đến sông nhà mùng 1 Tết tốt hay xấu. Và quý vị nên làm gì? À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn. Bảy tuổi này, sông nhà năm 2024, gia chủ gặp may, tiền vàng dùng dính, cả năm ăn nên làm ra. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị về bảy tuổi sông nhà trong năm 2024, năm giáp thìn. Vậy thì bảy tuổi được chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024 thì đó là những tuổi nào? và những tuổi nào thì nên chọn những tuổi này Đấy, ví dụ như là gì tuổi Dậu thì tuổi Dậu sẽ hợp xuống nhà cho tuổi nào đó. thì trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ tất cả cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi sông nhà đó và sẽ giúp quý vị và các bạn lựa chọn được ra cái tuổi sông nhà tốt lành với mình đó à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, thưa quý vị cái dịp đầu năm ấy, cái dịp đầu xuân năm mới cái cái ngày mùng 1 Tết là một cái ngày cực kỳ trọng đại thì cái ngày mùng 1 hàng tháng nó đã quan trọng rồi thì ngày cái mùa ngày mùng một Tết tháng riêng nó lại quan trọng hơn nữa. À, các cụ người ta có câu là gì có thở có thiên có kiêng có lành. Vậy nên là trong cái ngày mùng một Tết ấy, thì người ta thường là chọn những cái việc làm những cái việc là vui vẻ, đó. Như là gì xông nhà tặng lì xì hay là gì mua gạo mua muối về để gì tăng thêm cái tài lộc và người ta cũng muốn có một cái may mắn. Ai cũng muốn có một cái may mắn được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đầu năm với mong muốn là cả năm ăn nên làm ra làm ăn suôn sẻ đúng không ạ? Cuộc sống thì hòa thuận hạnh phúc. Vậy nên là cái việc chọn tuổi sống nhà nó cũng là một cái việc cực kỳ quan trọng Và nó cũng là một cái phong tục tập quán là một cái nét văn hóa của dân tộc ta Đấy khi mà cái ngày đầu năm mới đến, tự nhiên có người đến chúc chúng ta những điều vui vẻ Thì tự nhiên cái điều đó cũng là gì? Cũng là may mắn rồi đúng không ạ? Và trong cái thuật chọn cái tuổi sống đất sống nhà ấy, Thì người ta cũng chọn những người may mắn, những người vui vẻ, những người cởi mở Và những người thành công đấy đến sống nhà Con cái thì đưa về để gì? Không dính về tình trạng cô quả Cũng như là gì? Mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ Đấy Vậy thì trong cái năm 2024 thì trong những video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái tuổi sống nhà đúng không ạ? Về chọn thần tài, chọn quý nhân, chọn lục mã quý nhân, chọn theo khẩu quyết là gì? Thiên can địa chi, vân vân. Có rất nhiều cách chọn chọn tuổi sống nhà. Và cũng có một vài người còn thắc mắc là gì? Ừ, thế vậy thì ông làm một cái video tổng hợp hết đi. Xem là trong cái năm 2024 thì ai tuổi nào sẽ là cái tuổi sống nhà tốt nhất. Đúng không ạ? Và nói chung là cũng để đáp ứng ý kiến của quý vị thì tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những tuổi sông nhà những tuổi sông nhà tốt lành nhất nhá chúng ta xét từng tuổi nhá xem tuổi nào sông tốt nhất thì đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi tý những người tuổi tý nhá à, tuổi tý thì cũng được gọi là một con giáp may mắn sông nhà được trong năm 2024 cái tiêu chí chọn tuổi sông nhà quý vị nhớ nhá khẩu quyết này chi hợp tuế niên can hợp mệnh tài quan ấn phúc nhập nội đường thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ xuân mẫn cản khôn phúc mãn môn đó. tức là gì cái tuổi phải hợp với thái tuế đúng không ít nhất là hợp và không bị xung khắc thì đầu tiên chúng ta loại ra những tuổi xung khắc chứ nhá đấy thì trong năm 2024 chúng ta có sẽ có gì năm con giáp bị phạm thái tuế đó quý vị biết ạ thìn tuất là tương xung này đúng không ạ thìn và xỉu là gì là cục diện phá này rồi xung nhá đúng không ạ thìn và thìn và mùi thì nó là gì nó là hình này Thìn và Mão thì nó là hại Còn ông Thìn là ông gì? Ông trực thế tuế Trực thế tuế, đấy Vậy nên là gì? Bốn ông là Thìn Tuất Sửu Mùi Thìn Tuất Sửu Mùi và tuổi Mão là bị phạm thái tuế nhá Thì với những tuổi phạm thái tuế trong năm thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế Để được gì? thái tuế tương trợ giúp đỡ à, Quý vị có thể liên hệ tực trực tiếp với số điện thoại một 34 chín nhé Để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn trong năm À, các cụ nói là gì Thái Tuế là tối đẳng thượng thần là cái vị thần sát lớn cho trong năm và dân gian vẫn có câu là gì Thái Tuế đương đổ tọa vô hỷ ác họa vậy nên những người gặp Thái Tuế thì trong năm cái vận trình nó sẽ gặp trắc trở và gì khó khăn hơn thường lệ vì thế mà ấy, gì quý vị cũng gì không nên đến sông chàng người khác không nên thôi không phải là vì quý vị xấu đâu mà là không hợp với lưu niên nhớ nhá, năm tuổi này không hợp với lưu niên nên là gì chúng ta không nên đến sông chàng người khác đấy à, có gì thì đi 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 đến chơi nhà ai thì đi muộn một, một chút hoặc là rủ một người nào đó hợp tuổi hợp tuổi hợp mệnh với gia chủ đi trước đến sau đó chúng ta đến sau thì sẽ được may mắn hơn đó à, vậy nên là quý vị nhớ nhé để hóa giải cục diện xung thái tuế quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ à, thưa quý vị đầu tiên là chúng ta sẽ về tuổi tí nhé tuổi tí đúng không ạ tuổi tý thì nói chung ấy, là một cái tuổi may mắn trong năm 2024 năm năm giáp thìn những người tuổi tý thì nói chung là được cái cục diện là tam hợp với thái tuế đó Vậy nên là gì? Đây cũng là một trong con giáp may mắn mà quý vị nên chọn tuổi sông nhà. Đó là con giáp đầu tiên. Đấy, chúng ta biết uh, tuổi Tý là một trong những con vật xuất hiện khắp nơi trên mọi thế gian, đó con chuột đấy. Uh, nó có sức gì? Sức sống bền bỉ và được biết đến là có cái trí thông minh, lanh lợi và gan dạ. Những người sinh năm Tý thì là những người mà cũng có chung cái đặc điểm như vậy, thông minh gan dạ và dị bản lĩnh. Đấy, họ là những người lạc quan vui vẻ và không bị suy sụp cho dù gặp bất kỳ cái hoàn cảnh khó khăn nào và họ luôn phải phấn đấu đấu tranh cho cái cuộc sống của mình nó được tốt đẹp hơn được được điêu đời hơn đồng thời họ cũng có một cái cảm giác rất là nhạy bén có trực giác rất là phong phú rất là tốt và có trí tưởng tượng rất là phong phú nhé đấy nhưng họ không giỏi trong việc đưa ra quyết định cho một cái cách logic nào đó đấy thì nhìn bên ngoài những người tuổi tuổi tý trông có vẻ là gì dè dặt kín đáo nhưng thực tế thì không phải vậy họ lại gì dễ dàng bị chọc tức nhưng vẫn gì kiểm soát được cái 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 cái, cái tinh thần của mình À, cái tính cách này sẽ giúp họ gì rất nhiều đấy có có được rất nhiều bạn bè những người tuổi chuột cũng là những người dễ gần đôi khi các bạn cảm thấy họ hơi khó tính hay là hơi nhàm chán hơi so mói hay như thế phàn nàn nhưng mà nhìn chung ấy thì họ là những người mà dễ kết giao đấy và gì có thể thấy là họ có rất nhiều bạn bè thân thiết à, những người tuổi chuột thì nên trân trọng cái mối quan hệ bạn bè và họ là những người đàng hoàng đôi khi ý, À, các bạn thấy họ gì gắn kết cái cuộc đời của mình với những người khác ấy. bởi vì giờ thì một khi họ mà đã thích ai ấy, thì khó mà có thể rời bỏ người ta được những người tuổi tý trong thời gian này ấy, thì nói chung là những người có bản năng tự nhiên là yêu đồng tiền một người cái người sếp mà sinh năm tý thì sẽ rất chăm lo cho nhân viên à, ông ấy sẽ thì luôn đảm bảo nhân viên của mình có được tham gia đầy đủ các gì à, các chế độ chính sách đúng không ạ nói chung ấy những người tuổi Tý là một trong con giáp may mắn tốt tính mà được chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024. Mặc dù là thì một số người có hỏi tử thông là cái tuổi Tý, tuổi Tý và tuổi thân tại sao lại tốt, nó phạm tam tai cơ mà, đúng không ạ? Thì quý vị lại đọc lại khẩu quyết nhá. Chi hợp tuyến niên cao hợp mệnh. Tức là cái sông nhà thì người ta không tính đến tam tai. Người ta chỉ đến chỉ tính đến thái tuế thôi đúng không ạ? Chỉ tính đến thái tuế thôi nhá. Vậy nên quý vị cũng cần phải là gì? Cũng cần phải hết sức lưu ý nhé Đó và để hóa giải cái hạn tam tai ấy, của năm 2024 ấy, với những người tuổi tý tuổi thân và tuổi thìn ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo để hóa giải với nam ấy còn nữa thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm vạn phúc chi nhân để hóa giải cái hạn tam tai cũng như là cái hạn xấu sao xấu sao kiểu rượu như là thái bạch kế đô la hầu địa võng kim la diêm vương vân vân đấy thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm đó còn đâu những người tuổi tý nhá những người tuổi tý và những người tuổi thân hoàn toàn có thể xông nhà được trong năm 2024 nó đắt tiền vậy nên quý vị không phải lo lại chỉ này quý vị cứ nhớ khẩu quyết này chi hợp tuyến niên can hợp mệnh còn lại là gì chỉ nó tính hợp với tuyến, thái tuế thôi còn lại không tính cái khác đúng không ạ xung là chúng ta không chọn rồi đúng không ạ vậy nên là quý vị hãy hết sức lưu ý nhé và để mang thêm một cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để được thỉnh cái vòng tam hợp của nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý vậy thì một câu hỏi đặt ra là gì những người tuổi tý xong nhà thì hợp với tuổi nào đúng không ạ tuổi tý xong nhà hợp với tuổi nào đó là một cái câu thắc mắc của rất nhiều người đúng không ạ thì quý vị biết đấy, biết tuổi tý này quý vị ghi nhá tý thì hợp với sửu những người tuổi sửu có thể chọn là những người tuổi tý đó thứ hai là gì tý thì hợp với thìn và thân thì những người tuổi thìn tuổi thân cũng có thể chọn tuổi tý để xong nhà Thứ ba là gì? Những người có thiên can là quý, tức là những người có đuôi năm sinh ở số 3 đấy. Đuôi năm sinh số 3 ấy. như là gì? Quý Sửu này, quý Mão này, quý Tỵ này, quý Mùi này, quý Dậu và quý Hợi thì cũng có thể chọn được những người tuổi tí đến trong nhà. Hơn nữa là gì? Có những người có thiên can Ất và thiên can Kỷ, ấy. tức là thiên can Ất là đuôi năm sinh ở số 5 đấy. Ví dụ như là 19 ừ, Ất Sửu là 1985 đúng không ạ? 1985 này, đúng không? 1975 này, 1965 này, 1955, 1945 và gì? Uh, 1995. Đấy thì cũng có thể chọn được tuổi Tý. Tiếp theo là những người có thiên can kỷ, tức là có đôi năm sinh là số 9 ấy. Những ai mà có đôi năm sinh là số 9 thì cũng đều chọn được những người tuổi Tý làm cái tuổi sống nhà cho mình. Ví dụ như là gì? Kỷ Sửu 1949, kỷ Mão 1999, kỷ Tỵ 1989, kỷ Mùi 1979 ạ, kỷ Dậu 1969 và kỷ Hợi 1959. À, tuy nhiên ấy, cái việc chọn tuổi sống nhà thì chúng ta cũng phải kiêng kỵ một vài thứ nhá, đúng không ạ? Là thứ nhất là gì? Nó không nằm trong cái bộ tứ hành xung. Tức là gì? Những người tuổi Tý này chỉ, chỉ, chúng ta kỵ là kỵ kỵ tuổi nào? Kỵ tuổi ngọ này. Đấy, thì đầu tiên là ông ngọn phải kỵ đó Còn ông mùi ấy, ông mùi thì bị lục hại Thì chúng ta cũng xét sau nhé Nhưng mà gì riêng ông ngọn là gì Thì chúng ta cũng không nên chọn tuổi tí làm tuổi trong nhà nhé Đó, đó là tuổi đầu tiên Là tuổi tí đúng không ạ Thì chúng ta biết này, tuổi tí này hợp với xỉu này ạ, Thìn này Và thân Đấy, cũng như là các người tuổi gì Người có thiên can là quý Đây tôi ghi đây, tí nhá Tí thì hợp với những người tí này Thì hợp với những người này Tuổi thân này, này Đúng ạ? Và những người có thiên can là gì? À, ờ xíu này. Và những người có đuôi năm sinh là số 3 này. Đuôi năm sinh là số 5 này. Vạ Kỷ, ất. Kỷ đuôi năm sinh là số 9 này, đó. Đây là đuôi năm sinh nhá. Quý vị đuôi năm sinh là số 3, 6, số, số 9 và những người có thiên can là à, địa chi là thân, tí, à thân thìn và xíu thì sẽ hợp chọn những người từ tí xuống nhà. Đó, đó là tuổi nhất Tuổi thứ hai tôi xét đó là tuổi xỉu đúng không Tuổi xỉu thì bị phá thái tuế Vậy nên là gì? Chúng ta không chọn nhé Không chọn tuổi xỉu nhé Tiếp đến chúng ta chọn tuổi thứ ba là tuổi dần đó. Thì tuổi dần là một người có tài trí hơn người Nói chung ý, trong năm 2024 Nó giáp thìn thì cái vận trình của những người tuổi dần cũng đang đi lên Đi lên nhé, gặp nhiều cái thuận lợi may mắn Trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình hơn nữa những người tuổi dần lại không bị phạm thái tuế vậy nên là gì có thể chọn được tuổi dần làm tuổi trong nhà quý vị nhớ nhé chọn được tuổi dần làm tuổi trong nhà và những người tuổi dần ấy thì là những người mà gì có tài trí hơn người thông minh nhanh nhẹn nhưng mà những người tuổi dần ấy, thì cũng biết điều gì sẽ giúp cho họ giàu có và thành công trong cuộc sống trong hệ thống 12 con giáp thì con hổ đứng vị trí số số 3 độ 1 2 3 À, những người sinh vào năm dần thì trong một cái chu kỳ ấy, thì mang trong mình những cái đặc điểm đặc tính khác nhau à, những người tính bính dần khác mậu dần khác canh dần khác nhân dần khác và giấy, và giáp dần cũng khác nói chung ấy, những người tuổi dần thường sở hữu cái tư duy nhanh nhẹn suy nghĩ nhanh hơn so với người khác những người tuổi dần lại biết những cái yếu tố nào trong cái tính cách của họ để gì tận dụng cái năng lực và đạt được đến cái thành công mỹ mãn hơn thì chúng tôi biết những người tuổi dần trong thì là gì thường mang trong mình cái tinh thần độc lập cao và mơ ước to lớn họ được biết đến với cái sự dũng cảm với cái sự thông minh và sẵn sàng đối đầu với những cái thử thách đấy cái lòng dũng cảm mạnh mẽ cũng sẽ đưa những người tuổi dần đi đến cái chân trời mới nhiều cái tương lai tốt đẹp hơn thậm chí là họ sẵn sàng rời bỏ quê hương đi đến một nơi phồn hoa để gì mưu cầu cái sự nghiệp và phát triển cái cuộc sống à, dù khó khăn có cản bước thì họ vẫn tự tin và tin tưởng mạnh mẽ vào cái khả năng của chính mình tuổi dần không thích nhờ vả họ ưa độc lập theo cái chính kiến của riêng mình họ tin rằng bản thân thì làm nên chuyện bằng cái năng lực và sự miệt mài cho dồi thêm cái kiến thức trong suốt những năm tháng tuổi trẻ à, chính vì cái sự tự tin này mà những người tuổi dần vượt qua được nhiều cái trông gai nhiều cái sóng gió trong cuộc đời và đạt được những cái mục tiêu nhất định à, có thể nói rằng những người sinh năm dần ấy, thì thường trân trọng cái sự độc lập của bản thân và họ tự hào về những cái điều mình đang có họ thích tự đưa ra những cái quyết định của mình mà không sợ bị gì đi ngược lại với cái quy chuẩn đấy nói chung những người tuổi dần thì rất nóng lòng muốn theo đuổi cái con đường riêng để gì để phát huy cái nội lực của bản thân à, bên cạnh đó những người tuổi dần thường là những người mà để lại ấn tượng rằng họ luôn đối diện với những khó khăn mạnh mẽ và gì vẫn khả ái được những thành công lớn cái điều này nó không chỉ dựa vào cái sự dũng cảm mà còn dựa vào cái sự thông minh và cái sự nhiệt huyết của họ à, tuy nhiên đừng cho rằng những người tuổi dần luôn mạnh mẽ và kiên cường đấy, như những con hổ họ thực sự rất ôn hòa giống như là gì cái sự hiền lành của cái loài mèo bề ngoài thì họ có vẻ dịu dàng nhưng bên trong ấy họ lại có những suy nghĩ chiến lược và những cái mục tiêu khác nhau nếu bạn thấy một người tuổi dần trông yếu đuối hiền lành và dễ bắt nạt ấy, thì thường họ đang tỏ ra như vậy Đấy, để đánh lừa cái cảm giác của người khác. À, tuy nhiên, cái điều đáng lưu ý rằng những người tuổi dần có nội lực mạnh mẽ, họ đổ đầy cái sự nhiệt huyết vào cuộc sống và luôn gì khát khao phát triển bản thân nhanh hơn và chạm đến những cái ngày mai tươi sáng. Chính vì vậy, họ nổi tiếng là đam mê mãnh liệt và gì tận tâm với cái mục tiêu của mình. Một khi họ mà đã đặt ra mục tiêu, thì trái tim và cái tâm hồn của họ ấy nói chung là đều hướng về để hoàn thành nhiệm vụ đó. Vì thế mà gì những người tuổi dần là một con giáp mà sông nhà trong năm 2024 cũng khá là tốt Quý vị có thể chọn được cái tuổi này trong nhà nhé Nó không bị phạm cái cái gì cả Mà lại gì? Lại được may mắn tài lộc Đó à, Và thế vậy thì những người tuổi dần sẽ hợp với những tuổi nào đúng không ạ? Thì tuổi dần nhé Tuổi dần quý vị nhớ này Tôi ghi đây nhé dần này. Tuổi dần sông nhà thì hợp tuổi nào? Theo quý vị hợp tuổi nào? Đúng không? Thì chúng ta biết tuổi dần ấy. Dần chúng ta hợp với hợi này Đầu tiên là tuổi hợi Giới là một đúng không ạ? Thứ hai là tuổi gì? Tuổi ngọ và tuổi tuất. Ngọ, tuất. Đó. Tiếp theo là hợp với những người này, người nào nữa? Chúng ta biết tân thì lấy ngọ dần ở quý nhân đó, tức là những người có thiên can là tân đấy, đúng không ạ? Và gì? Giáp thì lấy đọc tự dần, tức là những người có đơn sinh là số 4. Số 4 và tân là gì? Canh tân là số 1. Đó, 4 và 1 thì sẽ hợp với những người tuổi dần đúng không ạ? Đó, đó là những người tuổi dần. Tiếp theo tuổi mão ấy thì chỉ bị hại thế tuế chúng ta không chọn được rồi đúng không ạ? Tuổi thìn thì năm nay trực thế tuế, lại trực thế tuế lại vướng vào tam tai nữa thì nó lại càng căng thẳng hơn. Đó. Như vậy là gì? Cái những người tuổi, tuổi thìn ấy, thì nói qua một chút là cũng thoát được khỏi cái năm thái tuế của năm quý mão ấy. Năm quý mão lại bị vướng vào cục diện là gì? Thìn mão lục hại. Và sang năm 2024 lại vướng vào cục diện trực Thái tuế. Còn ông mão thì ông mới thoát được cái cục diện thái tuế thì sang này lại vướng vào gì? Vào cục diện là hại thái tuế. Nói chung là hai ông này thì có duyên có số với nhau. Nên là gì? Hai tuổi này nhá, quý vị không nên chọn là cái tuổi sông nhà trong năm 2024. À, quý vị không chọn được thôi, đã không chọn thì thôi, nhưng mà đã chọn thì hãy chọn đúng người. Mình mất công chọn mà lại tội gì lại chọn những cái người mà nó không hợp tuổi không hợp mệnh. Thì nghe ai đó nói lòng hoàng mấy câu tự tự nhiên lại là lại lại, 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 lại cảm thấy khó khăn, lại cảm thấy là tội lỗi. Và biết thế thế này biết thế kia đâm ra là gì? Quý vị biết nhá, thì chọn cho mình những tuổi phù hợp. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ ba đúng không ạ? Tuổi dân là tuổi thứ hai này. Tuổi thứ ba đó là tuổi là tuổi Tỵ nhá. Là tuổi Tỵ. À, thưa quý vị, tuổi Tỵ là con giáp đứng thứ bảy trong danh sách của 12 con giáp. Mặc dù một số nền văn hóa thì rắn mang cái hàm ý xấu xa, nhưng hình ảnh con rắn trong văn hóa của người dân Việt Nam lại mang cái ý nghĩa may mắn. Đấy, biểu tượng cho sự nhạy bén, linh hoạt và có phần là bí ẩn. À, những người tuổi Tỵ là những người có ham muốn có dục vọng, đấy và có tham vọng cực lớn. À, trong công việc họ tập trung cao độ vậy, và có chí tiến thủ, thích thể hiện bằng cái năng lực của mình bên cạnh đó họ còn thích hợp với những công việc lao động trí óc đòi hỏi cái sự thông minh và đầu óc logic suy luận sáng tạo à, chúng ta biết ý, những người tuổi tỵ là những người thông minh khôn ngoan và kiên nhẫn biết cách quan sát và chờ đợi vì vậy nên những người tuổi tỵ thì rất kín đáo bình tĩnh bảo thủ và bí ẩn à, nhiều người tuổi tỵ thì có một những cái hiểu biết thông thái và có cái trí tuệ cực kỳ là uyên bác nói chung trong các mối quan hệ của mọi người thì những người tuổi tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất là cao yêu cầu ở người khác rất là cao à, trong các mối quan hệ thì những người tuổi tỵ luôn có cái, cái sự nghi hồ hồ nghi à, có một cái cảnh giác đấy họ thích biểu đạt cái sự bất mãn bằng cái vẻ chống đối cái thứ lạnh lùng xung quanh ấy. chứ không mỉa mai hay là cay nghiệt những người khác hay là cãi vã đó những người tuổi tỵ thì thích đánh cho kẻ địch một cái đoàn chí mạng đấy. rồi gì rồi tiêu triệt đến tận tận gốc tận rễ nói chung ấy những người tuổi tỵ đến sông nhà trong năm 2024 ấy, thì cũng là một cái điều may mắn là một điều may mắn vậy nên nếu mà có hợp tuổi hợp mệnh thì quý vị có thể chọn được những người tuổi tỵ nhé đến trong nhà trong năm 2024 vậy thì những người tuổi tỵ sẽ hợp với tuổi nào để chúng ta cùng xem này à, chúng ta có tỵ và thân là đồ hợp đó là những người tuổi tỵ nhá đấy thì quý vị sẽ hợp với tuổi gì tuổi thân này tuổi thân này tuổi nào nữa tuổi thân đúng không tuổi dậu và tuổi xíu đó, thân dậu xỉu và tuổi tỵ chúng ta có bính mậu lên đồng tệ tỵ đúng không ạ bính mậu lên đồng tệ tỵ chứ bính là những người có đương sinh được số 6 này mậu là những người có đương sinh được số 8 này thì lấy đồng tệ tỵ này à, chúng ta có cái gì à, ờ, giáp một cái giữa kỷ thử hầu đương đến chưa cái vị như quý sập thổ tàng à, và những người có thiên can là nhâm và quý thôi nhâm là những người có đương sinh là số là số 2 này quý là những người có đương sinh là số 3 tức là những người có đương sinh là số 6 này số 8 số 2 và số 3 và những người tuổi thân dậu xỉu thì sẽ chọn được những người tuổi tỵ đến trong nhà nhé cũng được cắt lành và may mắn đó tiếp theo chúng ta xét con giáp tiếp theo là những người tuổi ngọ những người tuổi ngọ thì trong năm 2024 cũng không phạm một cái lỗi gì cả vậy nên đây cũng là một cái con giáp cực kỳ may mắn và sông nhà cũng mang lại cái cát lợi của anh thông à thưa quý vị ngựa là cái loài vật đứng thứ bảy trong cái bảng xếp hạng 12 con giáp theo thứ tự tự nhiên những người tuổi ngọ là những người mà yêu thích cái cuộc sống tự do hoang dã vì thế dân gian cho rằng Nói chung ấy, những người tuổi ngọ sẽ mang cái tính cách năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông vui và đam mê khám phá những điều mới mẻ. Ở trong công việc thì những người tuổi ngọ thể hiện cái sự đa tài và biết làm ra tiền, thích đi đây đi đó, họ thích những cái công việc năng động, ít có cái sự gò bó, ít có sự bó buộc của bản thân ấy. Và họ có thể là gì đảm nhận được nhiều cái công việc, nhiều vị trí khác nhau và cũng đạt được cái hiệu suất cao trong công việc. Những người tuổi ngọ thì thích độc lập, thích tự chủ, nên ấy, họ cũng sẽ dũng cảm đương đầu với những cái thử thách để đạt được cái thành công to lớn. Họ rất nhạy bén để gì biết cái điều gì là cái điều mình cần làm trước mắt. Một số nét nổi bật của những người tuổi ngọ là gì? giỏi giao tiếp, đầu óc thẩm mỹ cao và ưa thích cái vận động thể dục thể thao nâng cao cái sức khỏe của bản thân. Những người tuổi ngọ là những người mà thường được nhiều người quý mến và kính trọng. À, tuy có nhiều cái ưu điểm trong cái tính cách nhưng những người tuổi ngọ cũng không thể tránh khỏi một số cái nhược điểm điển hình như là gì? dễ thay đổi hào hứng nhất thời đúng không ạ dễ theo đuổi những cái niềm mơ xa vời vân vân à, vì thế với những người tuổi ngọ ấy, thì trong thời gian này đấy quý vị có thể là chọn được chọn là một trong những cái tuổi sông nhà may mắn nhé vậy thì tuổi ngọ thì hợp với tuổi nào đúng không ạ thì chúng ta biết đấy tuổi ngọ ấy ngọ chúng ta hợp với mùi này tôi ghi ra đây nhé ngọ nhé nếu mà quý vị tuổi ngọ ấy, chọn tuổi ngọ trong nhà ấy, thì những tuổi này có thể chọn được này thứ nhất là tuổi mùi này đúng không? mùi và gì dần này Tuất này. Đó. Và những người gì ngọ thì đinh kỷ lấy đọc tại ngọ, đinh là gì? À đinh là 7 đúng không ạ? Thì là 9. Những người có đương sinh là số 7 và số 9 thì sẽ lấy đọc tại ngọ đúng không ạ? Lục tân tầm mã hổ, tân. Tân tức là đương sinh là số uh, canh tân là số 1 đấy, đương sinh là số 1 nhé Vậy nên những người có đương sinh là số 1 đấy, số 1, số 7, số 9 và những người tuổi tuất, tuổi dần, tuổi mùi thì sẽ chọn được tuổi ngọ trong nhà. Quý vị cứ chọn như vậy thì sẽ được quý nhân với thần tài toàn thần tài quý nhân ấy, từ thông chọn cho quý vị toàn thần tài và quý nhân thôi đơn ra là quý vị cứ yên tâm ở chọn nhé tiếp đến là tuổi thứ năm là những người tuổi thân tuổi thân ấy thì nói chung ấy tuổi thân ấy tuổi thân tuổi thân là những người mà nói chung là trong năm 2024 là những người cực kỳ may mắn được chọn làm cái tuổi sông nhà Đó. nói chung ấy trong năm nay vận khí của những người tuổi thân rất là tốt vừa được cục diện tam hợp thái tuế lại được rất nhiều sao tốt chiếu mệnh Vậy nên đây cũng sẽ là một trong những người cực kỳ may mắn mà khi được chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Nói chung ấy, trong công việc và trong đời sống của những người tuổi thân ấy, thì sở hữu nhiều cái tài lẻ bẩm sinh nên sẽ có thể gặt hái được những thành công lớn lao trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. À, với cái trí thông minh, cái sự linh hoạt và cái khả năng gì tập trung cao độ thì giúp họ gì học một biết 10 và luôn sáng tạo nghĩ ra những cách làm mới và hay. À, bất kể là trong ngành nghề gì đi chăng nữa thì những người tuổi thân ấy, nói chung đã muốn làm thì có thể đều chinh phục được. Bên cạnh đó tuổi thân là những người có tính cách cởi mở, dễ hòa đồng và hào phóng, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ mọi người nên là có nhiều bạn bè, đồng nghiệp thì yêu quý. Nói chung ý, họ có khả năng nắm bắt tâm lý của người khác nên là gì ứng xử rất là tinh tế và luôn mang lại cái niềm vui cho mọi người xung quanh. Thì những người tuổi này cũng rất kiên định với cái ý tưởng của bản thân, họ hiểu rõ cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình nên là sẽ luôn tìm ra cái giải pháp tốt nhất vừa thông minh lại vừa lém đỉnh lại gì ham học hỏi nên những người tuổi thân thường gì trưởng thành sớm hơn và đạt được nhiều thành công hơn khi mà vẫn vẫn còn trẻ tuổi nói chung trong vấn đề tình cảm thì những người tuổi thân cũng khá là quyến rũ hấp dẫn người khác bởi cái sự hoàn hảo trong mọi việc của mình nói chung họ rất trân trọng cái tình cảm và gì nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ nhỏ của đối phương là người thông minh biết cách giữ cái hỏa khí giải quyết êm đẹp khi mà chẳng may các mối quan hệ nó phát sinh mâu thuẫn Nói chung ấy thì những người tuổi thân ấy là một cái con giáp cực kỳ là may mắn khi mà được chọn làm cái tuổi sông nhà. Đó, nó may mắn nhất nhì trong các con giáp trong thời gian này. Đấy. Vì vậy mà gì? Đây là một con giáp may mắn nhá mà chúng ta có thể chọn được tuổi sông nhà. Đó là tuổi thân. Đó. 2 4 5 con đúng không ạ? 2 4 5. Tuổi thân thì hợp với tuổi gì? Tuổi tí này, tuổi tí có thể chọn tuổi thân này, tuổi thìn này. Tuổi thìn này, đúng không tuổi thìn tuổi tý và tuổi gì tuổi tỵ bên cạnh đó những người có thiên can canh tức là đuôi năm sinh ấy, những người có đuôi năm sinh ở số không nhá đuôi năm sinh ở số không thì cũng hợp để chọn những người tuổi thân đúng không ạ và gì ất kỷ thiếu đương những người có thiên can ất ất là năm này đuôi năm sinh ở số 5 này kỷ là đuôi năm sinh ở số 9 này đó như vậy là gì những người tuổi tý thìn tỵ và những người có đuôi năm sinh là 0, 5 và 9 thì sẽ chọn được những người tuổi thân ở trong nhà sẽ được cái cát lợi và may mắn được cắt khí hành thông đó là gì con giáp thứ năm tiếp theo con giáp thứ sáu là những người tuổi dậu những người tuổi dậu trong năm 2024 ấy được cục diện là thìn dậu nhị hợp cái cục diện nhị hợp nó cũng mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc và gì đặc biệt là hợp với thái tuế nên là đây cũng sẽ là một cái tuổi sông nhà nói chung là những người tuổi dậu ấy thì sẽ là con giáp sông nhà tốt nhất trong năm 2024 năm năm giáp thìn vậy nên là các tuổi hợp với tuổi dậu ấy, hãy nên chọn cái tuổi này để sông nhà những người tuổi dậu là những người rất nhạy cảm trong các vấn đề là nhận xét một cái vấn đề nào đó các bạn luôn đi trước người khác một bước trong công việc và có thể là gì nhận được cái sự phát triển trong tương lai nói chung những người tuổi dậu trong thời gian này thường có kế hoạch trước khi mà bắt tay vào một cái việc gì công về nào đó với cái sự là phán đoán chính xác nên là kết quả thu được ấy cũng sẽ khá là khả quan đôi khi còn tốt đẹp ngoài cái sức tưởng tượng nói chung ấy những người tuổi dậu chính là những người thông minh có những cái ý tưởng độc đáo và có năng lực làm việc xử lý công việc của mình một cách nhanh gọn và cách suy nghĩ của những người tuổi dậu thì nói chung ấy cũng gì chín chắn hơn. Đấy và nói chung những người tuổi dậu thì có một cái đặc tính đó là rất thích cái vẻ đẹp. Thích trưng diện, thích trang diện và gì làm dáng, làm điệu vân vân. Đó đó là tính cách của những người tuổi dậu. Vậy thì cái năm 2024 năm Giáp Thìn, cái vận khí của những người tuổi dậu nó rất là tốt. Vì thế quý vị có thể chọn cái tuổi này là cái tuổi sông nhà cho mình. Đó. Thì quý vị có thể là gì? Chọn những người tuổi dậu nhé Vậy thì tuổi dậu sẽ hợp với tuổi nào? Thì tuổi thông khi vào đây nhé, dậu này Tuổi dậu thì hợp với tuổi nào? Tuổi dậu chúng ta hợp với tuổi gì? Thứ nhất là thìn Tị sửu Thìn tị xỉu nhé đúng không? Và tuổi dậu thì chúng ta có tân đúng không ạ? Thì ngân tân là dậu đúng không ạ? Thì ngân tân Tức là những người được sinh số, số 1 À, những người có đuôi năm sinh là số 1 thiên can tân thì lấy dậu lầm lộc còn lấy gì à, còn quý nhân ấy, quý nhân thì gì chúng ta có bính đinh chưa cây vị đúng bính đinh tức là những người có đuôi năm sinh là số 6 và số bính đinh là số 7 đuôi năm sinh là số 6 và số 7 thì sẽ thì chọn những người tuổi dậu trong nhà à, tiếp theo chúng ta xét con giáp thứ bảy thứ bảy đó là những người tuổi hợi à, thưa quý vị những người tuổi hợi ấy, nói chung ấy con giáp tuổi hợi là con giáp cuối cùng trong hệ thống 12 con giáp à, thế nên nó là con nó con giáp mà tượng trưng cho sự kiên nhẫn tượng trưng cho sự gì phải chờ đợi đến lượt mình người tuổi hợi là những người có mở cái bản tính nhút nhát và có vẻ điềm đạm nhưng họ rất biết thông cảm và là những người đáng yêu đáng tin cậy họ là những người thẳng tính trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác lại sau lưng thì đây là cái người hiền lành hiền hòa thích cái chốn đông người đấy và thích những chỗ quen thuộc hơn là những cái nơi xa lạ Mặc dù những cái người tuổi hợi không phải là những người mà chậm chạp Nhưng mà họ lại là những người mà thích sự thanh thản sâu túc à, Trong 12 con giáp thì những người tuổi hợi được coi là con giáp tượng trưng cho cái sự hưởng lạc Cho sự an nhàn Những người tuổi hợi thì thường mơ ước được sống ở cái cuộc sống là dễ dãi, xa hoa à, Nhưng mà những cái điều này thì lại không thể dành cho tất cả những người tuổi hợi à, Biết thế nên là họ đã chỉ cố gắng theo cách của họ để có được cái, cái, thứ mà họ mong muốn à, Những người tuổi hợi thì thường là những người mà sống tình cảm và yêu gia đình à, Nơi họ ở cũng thường là khá là gì ấm cúng, thoải mái và thân thiện Tuy nhiên lại hơi bề bộn một chút Những người tuổi hợi là những người trầm lắng, chắc chắn, cương nghị Và có lòng dạ hiền lương, đôn hậu Vậy nên đây cũng là một con giáp may mắn để chúng ta chọn là cái tuổi sông nhà trong năm 2024 Vậy thì tuổi dậu hợp với tuổi nào đúng không ạ? À tuổi hợi đúng không ạ? Tuổi hợi là chúng ta biết tuổi hợi nhé Tuổi hợi thì sẽ gì? được tuổi nào chọn làm tuổi sóc nhà thì chúng ta cùng xét này Chủ tuổi hợi chúng ta có dần hợi là hợp này chúng ta chọn những người tuổi dần này tuổi mão này và tuổi mùi này à, tiếp theo là gì những người có thiên căn nhâm tức là những người có đuôi năm sinh là số 2 đấy thì là gì chọn người tuổi hợi Đó. nhâm quý xà tố tàng mà hoặc là gì bính đinh chưa quý vị những người có đuôi năm sinh là số 6 và số 7 tức là những người có thiên căn bính và thiên căn đinh cũng nên chọn những người tuổi hợi làm tuổi trong nhà đó, đó là những con giáp mà may mắn nhất. thì quý vị hỏi là gì? Ừ thế con giáp thứ 8 là con giáp nào? Đúng không? Con giáp thứ 8 là con giáp nào? Thì chúng ta có 12 con giáp thì có 5 ông bị phạm rồi. Nếu mà muốn chọn con giáp thứ 8 thì chắc là con giáp thứ 13 rồi quý vị ạ. Thì quý vị có thể chọn con giáp thứ 13 xuống nhà cũng được may mắn và hay không? Nếu như mà nhá, trong trường hợp là gì? Con giáp thứ 13 lại phải gì? Nằm trong những con giáp này nhá, nằm trong bảy con giáp này. Chứ không được nằm ngoài được, nằm ngoài là hỏng đấy. Nằm ngoài bảy con giáp này là hỏng luôn đấy. Rơi vào năm con giáp xui xẻo là coi như là là đi bụi luôn đấy. Đó. Thì cái chủ đề về chọn tuổi sống nhà ấy và những cái điều kiện kỵ thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong những video sau nhé. Trong vậy trong những con những con giáp này thì tuổi nào sẽ là tuổi sống nhà may mắn nhất đúng không ạ? Thì Tử Thông xếp theo thứ tự cho cho mọi người nhé, cùng theo dõi nhé. Đấy, thì trong năm 2024 chúng ta được cục diện là thìn dậu nhị hợp, vậy nên là gì? Những người tuổi dậu là những người con giáp may mắn nhất đúng không ạ? Tiếp theo tuổi thứ hai phải nhắc đến đó là tuổi thân. Tuổi thứ ba may mắn, may mắn thứ ba đó là tuổi tí. Tuổi thứ tư ấy thì phải nói đến đó là những người tuổi ngọ. Tuổi thứ năm ấy thì là tuổi dần, đúng không? Từ thứ sáu là tuổi tỵ và tuổi thứ bảy là tuổi hợi. Đó, đó là cái thứ tự mà con giáp là may mắn nhất, đúng không? Còn con giáp thứ tám thì nó cũng phải nằm một trong những con giáp này, chứ nằm ngoài cái con giáp thứ 13 là cũng căng đấy. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là trong cái năm 2024 chúng ta có 7 con giáp có thể xông được nhá, có 7 con giáp nhá. Thì đó là những tuổi sau. Một là tuổi Tý thì sẽ hợp với tuổi Thân, Thìn, Sửu và những người có đương sinh được số 3, số 5, số 9. Thứ hai là tuổi Dần sẽ hợp với những người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có đuôi năm sinh ở số 4 và số 1. Ba là những người tuổi Tỵ thì hợp với những người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có đuôi năm sinh là số 6, số 8, số 2 và số 3. Những người tuổi Ngọ ấy thì hợp với những người tuổi Mùi, đúng không? tuổi Dần, tuổi Tuất và những người có đuôi năm sinh là số 7, 9, 11. Những người tuổi Thân thì hợp với những người tuổi Tý, đúng không? tuổi Thìn và tuổi Tỵ và những người có đuôi năm sinh ở số 0, số 5 và số 9. Tiếp theo những người tuổi Dậu thì hợp sông nhà với những người tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Sửu và những người có đuôi năm sinh là số 1, số 6 và số 7. Cuối cùng là những người tuổi Hợi thì sẽ hợp với những người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có đuôi năm sinh là 2, 6, 7. Đó. Đó là những con giáp mà đây chúng ta có 6 con giáp, 7 con giáp có thể là chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024. Đuổi giáp Thìn nhá. Thì cũng sẽ được cái sự may mắn hành thông tài lộc từ dồi dào. À thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn sông nhà trong năm 2024 năm giáp thìn. Hy vọng thông qua video này thì quý vị có thể lựa chọn ra cho mình được những cái con giáp từ những tuổi sông nhà phù hợp nhất. Đấy, để giúp quý vị có một cái cuộc sống bình an, may mắn, tài lộc dồi dào trong năm 2024 à năm giáp thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.